Cam canh chính là một loại quýt vỏ mỏng và bốc dễ. Cây sinh trưởng khỏe, tán cây hình dù, lá màu xanh đậm, cao từ 3 đến 3,5 mét, đường kính từ 3 đến 4 mét. Ra hoa tháng 2, tháng 3, thu hoạch tháng 11, 12. Quả hình cầu dẹt, chín màu đỏ, vỏ mọng, ruột màu vàng, ăn ngọt, thơm. Trọng lượng trung bình từ 80 đến 120 gram một quả. Cam canh thích nghi rộng, trồng được ở nhiều nơi, năng suất cao. Nếu chăm sóc tốt, 1 hecta có thể thu từ 40 đến 50 tấn quả. Cách trồng cam đường canh. Hố thường phải đào trước khi trồng cam đường canh từ 15 đến 30 ngày. Trộn đều toàn bộ lượng phân ở trên với lớp đất mặt trên, sau đó cho xuống đáy hố. Tiếp theo, lớp đất hành ụ cao so với mặt hố từ 15 đến 20cm. Vét một hố nhỏ đặt bầu rồi lắp đất vừa kín bầu và nén chặt. Sau đó, cắm cọc chéo hình chữ S vào cây và buộc để tránh làm lây gốc, làm chết cây. Tưới nước cho cam canh. Sau khi trồng cam đường canh xong cần phải tưới nước ngay. Nếu trời nắng hạn tưới một lần một ngày đến khi cây hồi phục sinh trưởng. Sau đó, tùy điều kiện sinh trưởng và thời tiết để tưới. Bón phân cho cam canh. Thời kỳ cây còn nhỏ từ 1 đến 2 tuổi, hàng năm cần bón thuốc vào thời điểm tháng 1, tháng 2, tháng 5 và tháng 11. Lượng bón: phân hữu cơ hoai mục từ 5 đến 20 kg, đạm ure từ 0,1 đến 0,2 kg một cây, súp bè lân từ 0,2 đến 0,5 kg một cây, kali từ 0,1 đến 0,2 kg một cây. Khi bón cần kết hợp xới sáo làm cỏ. Thời kỳ thu hoạch từ năm thứ 3 trở đi, hàng năm cần bón thuốc vào thời điểm bón cơ bản từ tháng 8 đến tháng 11, phân hữu cơ, súp bè lân, vôi. Bón đón hoa, cành xuân từ 15 tháng 11 đến 15 tháng 3, đạm ure, kali. Bón thuốc tăng trọng quả vào tháng 5, đạm ure, kali. Bón thuốc cành thu và tăng trọng quả tháng 7, tháng 8, đạm ure, kali. Thường xuyên bón thuốc để cam đường canh ra sum xuê quả. Ngoài ra, bón cho cây sau khi thu hoạch làm cây chống phục hồi. Lượng bón thuốc như sau: phân hữu cơ hoai mục từ 20 đến 30 kg một cây, đạm ure từ 0,5 đến 0,8 kg một cây, súp bè lân từ 0,1 đến 1 kg một cây, kali từ 0,1 đến 0,3 kg một cây, vôi bột từ 0,5 đến 1 kg một cây. Các năm sau, lượng phân tăng theo tuổi cây, năng suất quả và tùy thuộc vào đồi đất để tăng hoặc giảm lượng phân bón. Cách bón: đào rãnh hoặc hốc rộng 20cm, sâu từ 15 đến 20cm xung quanh tán cây, rắc phân lấp đất, tưới đậm nước. Bón tỉa cây: khi cây có quả, sau mỗi lần thu hoạch, cần đốn tỉa bỏ cành nhỏ, cành trong tán, cành sâu bệnh, v.v. và tiến hành thường xuyên tạo thuận lợi cho việc hình thành quả. Sau khi thu hoạch, vệ sinh xung quanh tán cây, cắt tỉa cành già, cành sâu bệnh và tiếp tục chăm sóc.